Ba Bè nha cả nhà. Công viên Ba Bè là dạng một công viên mở, không có các bạn tên. Đường đến cho cái chuyện tết đó cả nhà, đường Ba Bè là sẽ đào lại và trong đó sẽ làm những cái lớp lớn lên. Bao đàn thì không phải là đường hoa mà nó giống như cái hội chợ hoa, có vừa bán đồ bán bông bán đồ luôn cả nhà.